Lấy cho em cái mic. Cho to to ra, không cận, không nhìn thấy gì. Đúng cao ok chưa? Niềm đau khi tình yêu đã
cùng em hiệu năng lên.
thôi, cái gì chống lại mình. Thank you.
lên đâu, lên đâu ơ, Hạnh lên, nhạc lên kiểu gì ấy, bật nó có bị la 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 la, không thể lên được. Hiểu, xem nhạc làm sao em gái. Lên em lùi bước phía sau để thấy anh rõ hơn. Nhà này hai tầng anh ạ, em lên trượt chân ngã cái sao? Thank you.
Đây đi nhà cháu thì có điều kiện nhỉ? Không ạ. Không em chưa đợi từ nãy giờ. Chả không nhà này chả như cái đầu vui. Hiểu đấy. Nhạc đi á. Đám bật. Ai đừng tự nhiên tắt nhạc đi. Anh đố mọi người. Nó đang lên mà. Quý đang ngồi đây mà. Hùng. Rồi bật nhạc cho em đi cái. Tự nhiên tắt nhạc của em đi. Em hiểu sao. Quý nhiều người sao vậy? Ôi, vào nhà tạm. Mày đi xem mấy đứa. Cái gì? Mày đâu như? Tao lại đi lên nhà dọn nhà bây giờ. Hả? Mày đâu? Tao lại xuống đi nó gọi tiền. Tao làm gì của mày? Khi bắt xuống xong rồi lên gì? Mày anh tiền về á? Hả? Mày gọi anh tiền. Đưa mày tao lấy tiền xuống tiền luôn mà không có nhận được. Mà không biết luôn.
Yên tâm. Chị Thảo đây, chị Hiền Kiều ơi. Chuẩn mất người Mỹ ạ. Yên tâm, yên tâm.
thì dẻo lắm. À đi. Cũng lụt, kéo chung mình bao nhiêu. Toàn là con điện này. Con DJ bây giờ nổi tiếng nhá. Trước mọi chị là một cái nhật không biết. Bây giờ DJ nổi tiếng á. Không phải nổi tiếng nhưng mà cũng là hot. Nó sửa lại từ ai em hết luôn. Mày lấy số mày làm gì mày làm.
như này.